Tập 36. Y học bây giờ phát triển như vậy, tôi tin chị Nguyên nhất định sẽ không sao. Anh đã vì chị ấy mà làm tất cả những gì anh có thể làm được. Hơn nữa là còn luôn quan tâm thân thể chị ấy. Những chuyện này chị ấy đều nhìn thấy hết. Tôi tin thật ra vì anh mà chị Nguyên sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy đâu. Cô biết tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này là bao nhiêu không? Anh có ý gì chứ? Tuy rằng tôi đã mời bác sĩ giỏi nhất cho chị tôi, nhưng mà tôi cũng đã lừa chị ấy. Tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này chỉ có 30%. Tôi tin rằng ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy. Ông ấy sẽ không để chị Nguyên phải ra đi như vậy đâu. Hy vọng có thể giống như lời cô nói, sao chị có thể vượt qua cửa ải này. Tổng giám đốc Âu, phẫu thuật kết thúc rồi. Thành công không? Phẫu thuật vô cùng thành công. Tuy rằng vẫn phải theo dõi như bác sĩ nói. Khối u trong não của đại tiểu thư được cắt bỏ hoàn toàn rồi. Tốt quá rồi, phẫu thuật thành công rồi. Vivi, cảm ơn cô. Hôm nay là ngày cuối cùng mà các em ngồi trong lớp này. Chúc mừng các em đã kết thúc kiểm tra tốt nghiệp. Thầy tặng các em một câu nói. Trước đây các em đã từng trẻ con, bây giờ đã trưởng thành rồi, nhưng các em vẫn chưa phải là người lớn. Hãy nắm chặt tuổi thanh xuân đi. Hãy trân trọng đó, hưởng thụ cuộc sống riêng của các em. Với tư cách một người thầy, thầy muốn cảm ơn các em đã luôn hợp tác cùng thầy. Thế để chúng ta đi xem phim đi. Sao đã ăn một bữa thật lớn. Để chúc mừng một cách tử tế, anh thấy sao? Được thôi, nghe theo em vậy. Đi thôi. Đi đây, tạm biệt. Chúc mừng ăn khách của anh. Cuối cùng đã thi xong rồi. Em chắc chắn đã đủ điểm tốt nghiệp không? Sao lại đáng ghét như vậy? Ưng Đông, vậy hai người tiếp tục đi. Mình đi trước, tạm biệt. Xe của anh đâu? Hôm nay anh không lấy xe đến. Ao Quy mới sáng sớm đã bảo anh đưa cậu ấy đến trường, nên anh đang ngồi xe của cậu ấy. Xem ra Ao Quy thực sự mê Vivi rồi. Không ngờ nam tính như Vivi mà lại có sức hút đến như vậy. Đang tìm anh sao? Được rồi, nghĩ thật kỹ phải nói câu gì với anh trước. Hello. Xin chào. Hi. Anh nói xem hai người bọn họ tại sao lại không thổ lộ với đối phương, còn phải giấu giếm gì nữa. Chuyện này em không biết rồi. Hai người bọn họ kín đáo như vậy, khẳng định sẽ không trực tiếp nói lời yêu đâu. Bọn họ đang dùng ánh mắt để thổ lộ, em nhìn thấy chưa? Vậy thấy cái gì? Ý tứ. Chúng ta đi thôi. Xem ra Uy đối với Vivi là thích thật lòng. Còn đích thân tới trường đón cậu ấy. Anh không nghĩ ánh mắt họ nhìn đối phương rất giàu tình cảm sao? Bọn mình đi đây. Đi thôi, chúng ta đi xem phim nào. Đi thôi.
Anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không? Em vẫn luôn nghĩ sắp tốt nghiệp đại học rồi, em sẽ nhớ cuộc sống hồi đại học, không nỡ rời xa mọi người. Mọi người cũng bao gồm Hàn Định Nhất sao? Bao gồm tất cả mọi người. Em không sợ anh sẽ ghen sao? Sức khỏe của chị Nguyên thế nào rồi? Cũng khá tốt, sắp được xuất viện rồi. Vậy thì tốt quá. Hay bây giờ chúng ta đi thăm chị ấy đi. Yên tâm đi, anh sẽ đưa em tới bệnh viện thăm chị anh. Nhưng mà không phải hôm nay. Vậy anh muốn đưa em đi đâu? Em sẽ biết ngay thôi. Anh xem anh chọn nhiều món như vậy, đồ ăn cũng rất đắt. Ăn không hết thì rất lãng phí. Anh có biết bây giờ có rất nhiều người ăn không được no không? Chị của anh đã nói với em chuyện trước đây khi hai người phải nhịn đói. Anh có biết phí phạm thức ăn là chuyện đáng trách thế nào không? Vẫn may là anh có nhà hàng. Anh biết mà, lúc nhỏ anh và chị thường không có cơm để ăn. Nhiều lúc đói đến không còn sức nữa, đến cả đi cũng không nổi. Vậy mà anh còn chọn nhiều món tới như vậy, không phải anh cố ý muốn làm em cảm thấy tội lỗi chứ? Thật ra trước đây em và anh trai của em cũng có một thời gian phải chịu đói. Chắc chắn em không phải chịu đói đến đồ bọt anh. Nhớ đến một lần bọn anh đói đến không thể chịu nổi rồi. Trên người lại không có tiền, cho nên bọn anh đã ăn cơm bá dương. Thật sao? Em cũng đã ăn cơm bá dương rồi. Em ăn no chưa? Còn muốn ăn nữa không? No chết luôn rồi. Vậy thì anh sẽ trả tiền. Chúng ta chẳng còn giữ thức ăn như vậy, hay là gọi phục vụ đến đóng hộp mang về đi. Phục vụ. Đợi đã, anh không đem theo tiền. Cái gì? Anh quên mang ví rồi. Hình như anh đã để ví ở trong bộ quần áo khác. Em có mang tiền không? Sao anh không nói sớm? Em cũng không mang nhiều tiền. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sớm biết vậy đã không để anh chọn những món đắt như vậy rồi. Xem ra bây giờ chúng ta chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Chúng ta chạy đi. Anh là có ý gì? Anh đếm 1, 2, 3 rồi chúng ta cùng chạy. Người nào bị bắt lại thì sẽ phải ở lại đây sửa bát. Anh muốn ăn cơm bá dương thật sao? Không được, không được. 1, 2, 3. Mau chạy đi, bọn họ đuổi theo tới nơi rồi. Chắc bọn họ không đuổi theo nữa đúng không? Chắc là không đuổi theo nữa rồi. Lúc này cũng đúng thật là chạy nhanh tới như vậy. Hại em suýt nữa phải là nhà hàng một mình. Quá đơn thanh toán xong chưa? Tiểu phí đã trả chưa? Được, tôi biết rồi. Quá đơn nào thanh toán rồi chứ? Quá đơn của nhà hàng. Đáng ghét là bị anh lừa rồi. Không lừa em thì sao nắm tay được em chứ? Bữa cơm vừa nãy đúng là khó quên. Hôm nay tâm tình của anh đúng là rất tốt. Đúng vậy, bởi vì em đã để anh cầm tay em mà. Em vẫn luôn rất tò mò chuyện của anh. Anh có thể kể em nghe được không? Chuyện nào? Tất cả mọi chuyện mà anh sẵn sàng kể. Em đi mua một quyển tài chính và kinh tế đi. Em muốn nghe những chuyện không có trên tạp chí. Em là người đầu tiên hỏi anh như vậy. Vậy anh có muốn kể em nghe không? Đương nhiên là được. Chỉ cần là chuyện em muốn biết thì anh sẽ kể toàn bộ cho em nghe. Nói cho em biết chuyện gì nhất. Vậy
Em hỏi anh đã từng có bao nhiêu cô bạn gái? Em hỏi như vậy thì em có định nghĩa gì? Vậy anh có định nghĩa gì? Yêu đối phương một cách vô lo vô nghĩ, cùng với đối phương nghĩ về chuyện tương lai. Nếu định nghĩa là như vậy thì anh không có ai. Sao lại có thể chứ? Hồi anh còn rất nghèo, có một cô gái đã làm anh động lòng. Nhưng bởi vì anh không thể cho cô ấy một cuộc sống trọn vẹn nên cô ấy rời xa anh. Sau đó khi anh kiếm được tiền rồi, sẽ có rất nhiều cô gái thích anh. Nhưng mà anh không biết thứ bọn họ thích rốt cuộc là anh hay là tiền của anh. Vậy bây giờ anh đã thoát khỏi cái dòng luẩn quẩn đó chưa? Anh bây giờ muốn gió có gió, hu mưa có mưa. Không cần biết là muốn cái gì anh đều lấy được. Nhưng mà muốn một trái tim thì anh lại không đạt được. Em có biết bao nhiêu cô gái muốn làm bạn gái của anh không? Như từ trước tới nay anh chưa bao giờ bị một ai mở cửa trái tim mình. Chỉ có một người, đó chính là em. Chỉ có em mới có thể làm anh cam tâm tình nguyện vì em mà thay đổi bản thân mình. Thực sự điều anh mong muốn rất đơn giản. Anh chỉ có hai nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là mãi mãi không để anh và chị anh phải chịu đói. Nguyện vọng đầu tiên của anh đã thành hiện thực rồi. Nguyện vọng thứ hai của anh là gì? Nguyện vọng thứ hai của anh chính là Khang Vivi được hẹn hò cùng với em. Quá khứ của em tuy rằng không có anh, nhưng anh hy vọng tương lai sẽ có anh. Anh Hàn. Xin chào anh. Tôi muốn xin chữ ký của anh cho hợp đồng mở tiệm bán hoa và nhà hàng Philip. Tôi biết bao giờ đối phương đến. Người anh muốn nói là người muốn mua tiệm hoa và nhà hàng phải không? Hôm nay ấy có việc bận nên quyết định không đến. Để cho kịp chuyện ký kết, tôi là người đại diện là được rồi. Số tiền sau khi ký kết hợp đồng sẽ được chuyển giao, cuối cùng trong vòng 48 tiếng sẽ chuyển khoản cho anh. Vậy để hôm khác chúng ta lại nói chuyện. Không không không, ý của đối phương là muốn tôi ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay. Anh về nói với ông Quy, anh ta phải đến trước mặt tôi mới có thể ký kết. Anh Hàn, anh đã đoán được rồi sao? Ngoài anh ta ra thì còn ai mua nhà hàng với giá gấp đôi? Anh gọi điện thoại cho anh ta đi. Nếu như anh ta còn ở gần đây thì bảo anh ta đến gặp tôi. Như vậy đi. Xin lỗi, chuyện tôi nên làm đã không hoàn thành được. Xin lỗi. Môi giới nói tôi phải đến gặp anh thì mới ký hợp đồng được sao? Trực giác của tôi đúng là không sai. Anh thực sự đang ở gần đây. Tôi vốn định chờ anh ký xong hợp đồng
mới đến xem cái nhà hàng này để cảm nhận cái sức hút của nó. Anh có đang ở cùng Vivi không? Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy không biết tôi đến đây. Ngồi xuống đi, chúng ta bàn bạc trực tiếp cũng tốt. Nào, chúng ta nói kỹ hơn đi. Hợp đồng ở đây, anh tự mình xem. Tôi vẫn còn chưa nói là sẽ bán nhà hàng lại cho anh. Anh nói cho tôi biết tại sao lại mua nhà hàng này. Anh thật sự muốn biết nguyên nhân. Vì sao tôi lại muốn mua nó sao? Đúng vậy, bởi vì Khang Vivi. Cô ấy vẫn luôn thích chỗ này, nên tôi nhất định phải bảo vệ nhà hàng này cho cô ấy. Tôi biết rất rõ, lúc đầu khi Khang Vivi đồng ý làm việc cho tôi, cũng chính là vì cái nhà hàng này. Tôi biết ý nghĩa của cái nhà hàng này đối với cô ấy. Anh có thỏa mãn đáp án này không? Thứ Vivi thích không phải là cái nhà hàng này. Thì ra anh cũng biết cô ấy vì anh nên mới dốc hết công sức cho cái nhà hàng này. Tôi không muốn bởi vì anh mà lãng phí tất cả nỗ lực của cô ấy. Anh đối với Vivi có phải là thật lòng không? Từ trước tới nay đều là thật lòng. Bây giờ có thể ký hợp đồng rồi. Tôi muốn suy nghĩ đã. Tại sao? Bởi vì lúc nãy anh cũng đã nói nhà hàng này rất quan trọng đối với cô ấy. Tôi sẽ không bán nhà hàng này cho một người muốn mua tình yêu. Anh nghĩ Kha Phi Phi có thể vì tiền nên mới hẹn hò với tôi sao? Trước chuyện tình cảm, tiền không là gì hết. Ý chỉ là trong lúc này anh có một vị trí rất quan trọng trong tim Phi Phi. Anh muốn nói gì? Cạnh tranh công bằng. Có thể gửi tin nhắn bằng điện thoại của anh không? Tôi đã dùng điện thoại của anh gửi tin nhắn cho Vivi. Mời cô ấy đến ăn bữa cơm mừng tốt nghiệp. Nếu như cô ấy chưa từ bỏ anh và nhà hàng này thì cô ấy nhất định đến. Nếu như cô ấy đến, không cần biết là cô ấy chọn ai, anh và tôi đều phải đối mặt. Vivi, việc chuyển nhượng về lớp anh đã lo liệu xong rồi. Anh hiện tại đang ở trong tiệm chuẩn bị đồ đạc để chuyển giao. Không biết em có đồng ý làm vị khách cuối cùng không? Nếu như em đồng ý, anh muốn mời em tối nay đến về lớp ăn một bữa. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối thật phong phú. Cảm ơn em từ trước tới nay luôn giúp đỡ anh. Đỉnh nhất. Quả nhiên anh đang ở đây. Sao em gọi cho anh cả ngày nay mà anh không nghe máy? Làm em lo chết đi được. Cậu tưởng anh xảy ra chuyện gì? Đi thôi, về nhà nào. Em đến thật sao? Anh không tìm thấy bình hoa, cái này tặng cho em. Tại sao? Lâu lắm rồi anh không có đích thân vào bếp. Toàn làm món mà em thích.
Nếm thử có thích hay không? Có ngon không? Ngồi đi. Ăn trước đã, anh đói rồi. Sao lại ở đây? Vì anh đã mua nhà hàng này rồi. Sao lại như vậy? Vậy tại sao anh định nhất lại bảo em tới đây? Anh thực sự đói lắm rồi. Có thể yên ổn ăn xong bữa cơm rồi hãy nói chuyện khác được không? Xin lỗi, tâm trạng của anh không được tốt. Ăn cơm trước đã. Có phải đã nói gì với Hằng Đình Nhất không? Anh có biết anh mua về lớp sẽ làm tổn thương anh ấy không? Sao lại mua một nhà hàng mà không có ích lợi gì với anh chứ? Tại sao lại mua? Một nhà hàng không có ích lợi gì cho em, cũng không thể đem lại lợi ích thực tế nào. Nhưng anh biết em rất yêu nhà hàng này. Nếu nó bị người khác mua mất em sẽ rất buồn. Anh chỉ muốn làm em vui thôi. Xin lỗi, em không biết. Anh lại quan tâm tới cảm nhận của em như vậy. Thật ngưỡng mộ anh ta. Cho dù xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn nghĩ tới cảm nhận của anh ta. Anh đã cược với anh ta rồi, em sẽ đến đây vì anh ta. Anh ta chắc đang đợi em ở đường đối diện. Nhưng anh thật sự không hiểu. Nếu anh là anh ta, anh nhất định sẽ đến trước cổng ngăn em lại, không cho em vào gặp anh. Xin lỗi. Em nghĩ em sẽ lo liệu thật tốt, nhưng không ngờ em lại xử lý tệ như vậy. Được rồi, anh không muốn em vì anh mà khó xử. Trước đây vì chị anh vẫn luôn biết ơn em, nên anh sẽ không miễn cưỡng em chấp nhận anh. Anh nhất định sẽ chấp nhận sự lựa chọn của em. Nếu em vẫn yêu anh ta, anh cũng sẽ giúp em. Mọi người cứ tự nhiên. Cảm ơn, cứ ăn tự nhiên đi. Chị xem, dạng gia nhà chúng tôi ở bên nhà chị thường xuyên nhận được sự quan tâm của mọi người. Hôm nay mới có cơ hội gặp được chị Mộng, thực sự cảm ơn chị. Được cách sáu, chúng tôi và dạng gia đều là bạn thân mà. Còn bé là một đứa trẻ rất ngoan. Hai anh em Định Nhất thật có hiếu. Hai đứa con trai của tôi từ nhỏ tới lớn, những việc tôi không cho phép thì chúng tuyệt đối không làm. Vậy sao? Đúng vậy. Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn chị. Có thể đồng ý cho Dĩnh Nhất và Giang Gia cùng sang Mỹ học. Chị được hết sáu. Hôm nay chúng tôi chủ yếu là muốn bàn về chuyện đi du học của hai đứa, nên mời chị Mộng ra đây để cùng sắp đặt cho bọn trẻ. Hai người đều có dự tính trước rồi mới đến. Có gì thì hai người cứ nói thẳng đi. Chị xem, chúng tôi chỉ có mỗi đứa con gái là dạng gia. Nó quen với Định Nhất. Tôi với ba nó vẫn luôn rất yên tâm. Như một cặp thanh niên ra nước ngoài, chắc chắn sẽ phải cùng thuê nhà ở Mỹ để sống. Chuyện sống chung trước khi cưới, suy cho cùng cũng không được dễ dàng cho lắm. Chúng tôi muốn xác định mối quan hệ của hai đứa trước, rồi mới ra nước ngoài. Ba, cái gì mà xác định mối quan hệ chứ? Quan hệ với con và Định Nhất không phải phát triển nhanh quá sao? Trong lòng mẹ đã tính cả rồi. Gia gia, ba mẹ là muốn quan hệ của các con được pháp luật chứng nhận. Thật ra ý của chúng tôi là muốn hai đứa đăng ký kết hôn trước khi ra nước ngoài.
Thưa dì, kết hôn dù sao cũng là chuyện đại sự. Cháu cũng chỉ mới vừa mới tốt nghiệp. Đúng vậy, sự nghiệp thằng bé còn chưa khởi sắc. Kết hôn bây giờ thì sớm quá. Không phải tôi và ba của Dạng Gia cũng đã ký kết hôn trước khi chỉ có hai bàn tay trắng đó sao? Chỉ cần hai chuyện đều tốt đẹp, kết hôn rồi từng bước kiếm tiền, tình cảm sẽ càng vững bền hơn. Đúng vậy, chúng tôi cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong định nhất có thể hứa với Gia Gia. Ba, anh, Dạng Gia đã có con với anh rồi sao? Đừng có nói linh tinh. Tất nhiên không phải. Vậy thì không sao. Chuyện tình cảm thời nay ai mà biết được sẽ thay đổi như thế nào chứ. Người lớn các người không cần phải lo lắng nữa làm gì. Ăn cơm đi. Anh nói sẽ có đáng giận không chứ? Định nhất nên nói thì nó không nói, Hữu Hy không nên nói thì lại phát ngôn lung tung. Hai đứa con trai của cô có thể nói là đã may mắn lắm rồi. Này, anh cũng không hỏi xem tình hình trên bàn ăn lúc đó như thế nào. Chắc là không vui nên về chứ gì. Cô xem bánh ngọt cũng không ăn. Kết hôn là chuyện tốt. Đàn ông xác định chuyện tình cảm sớm thì có thể an tâm, toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Định nhất là một người có trách nhiệm. Huống hồ nó cũng thích Dạng Gia lâu như vậy rồi. Nếu có thể thành thì là hỷ kết lương duyên. Vừa ra nước ngoài vừa kết thúc nhà hàng hoa, lại phải kết hôn. Như Định Nhất không bỏ được Vivi, là Định Nhất không bỏ được hay cô không bỏ được? Dù sao tôi cũng cảm thấy không thiết thực. Cô thấy không thiết thực là vì hôn sự của Định Nhất và Dạng Gia được định thì Vivi và Âu Quy sẽ thành, đúng không? Với điều kiện của Âu Quy tôi không có gì để nói, nhưng mà tôi sợ con trai mình nó sẽ hối hận. Cô có nghe một đặng văn như vậy bao giờ chưa? Có lẽ mỗi người đàn ông đều có hai người đàn bà như vậy, ít nhất là hai. Cưới một đó qua hồng đỏ, và cuối cùng nàng sẽ là vết máu mũi trên vách. Trong khi qua hồng trắng là trăng treo ngoài sông cửa. Cưới một đó hồng trắng, và chẳng bao lâu nàng sẽ là cơm nếp áo dính trên áo. Hoa hồng đỏ lúc ấy là nốt ruồi son ở gần bên trái tim. Đoạn văn đó là của ai nói? Trương Ái Linh. Mấy quyển sách này là của cậu, hãy giữ chúng cẩn thận. Được. Không dọn dẹp sao không biết? Thì ra đồ chúng ta để ở về lớp là nhiều tới như vậy, còn nhiều hơn cả một căn nhà. Đồ đạc có nhiều đến mấy cũng thu dọn hết. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai môi giới sẽ đến lấy lại nhà. Vivi, thực ra những món đồ này của chúng ta đều có thể để lại đây. Dù sao Âu Quy cũng mua nhà hàng này cũng là vì cậu. Tất nhiên không được rồi, anh ta không biết những thứ này có nghĩa thế nào đối với chúng ta. Hơn nữa anh ta cũng không có tình cảm gì với nơi này, mà có cũng sẽ khác. Đúng vậy, không ai có thể thay thế được hồi ức của chúng ta ở đây. Thực ra không có ai thực sự muốn chia tay về lớp, cho nên việc đóng gói đồ đạc mới kéo dài mãi. Kéo dài tới ngày cuối cùng thì thực sự không thể kéo dài thêm được nữa. Bây giờ không dọn cũng phải dọn thôi. Có nhiều như vậy cũng tốt. Anh Định Nhất có thể hoàn toàn từ bỏ được phê lớp. Chưa, hai người đi Mỹ đã quyết định chưa? Vivi, thực ra có một chuyện mình muốn chính miệng nói với cậu. Cái gì?
mình và Đinh Nhất đang cân nhắc chuyện kết hôn. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà cậu còn do dự gì chứ? Mau kết hôn đi. Hai người đã chọn được ngày chưa? Không phải mình đã nói rồi sao? Mình muốn đợi tới khi cậu kết hôn trước. Để đến khi cậu tìm được người ở bên cậu cả đời, mình mới kết hôn. Cho nên ngốc quá, mình đã tìm được người đó rồi. Cho nên cậu hãy yên tâm mà ở bên Đỉnh Nhất. Nếu cậu cứ lần lựa mãi như vậy thì mình sẽ đến trước mặt cậu đó. Người đó mà cậu nói là Âu Quy đúng không? Vậy nên bây giờ hai người thực sự ở bên nhau. Trước đây cậu nói với mình là tính tình Âu Quy kỳ quái, nên người đó không thể là chân mệnh thiên tử của cậu. Âu Quy đối với mình thực sự rất tốt. Cậu thích anh ấy thật chứ? Nếu không thì sao? Trả lời trực tiếp với mình đi. Nói mình biết cậu có thực sự thích anh ấy không? Thật mà. Vậy thì tốt. Con người anh ấy có chút kỳ quái, nhưng mình cảm thấy anh ấy sẽ vì cậu mà thay đổi. Mình giấu quy từ nhỏ đã không còn ba mẹ. Anh ấy chỉ có một người chị gái, mình chỉ có một người anh trai. Điều này có thể khiến bọn mình thấu hiểu lẫn nhau. Vậy nên cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Vậy chẳng phải sau này cậu sẽ kết hôn với một anh chàng đẹp trai giàu có rồi? Mình sang bên kia dọn dẹp. Vui không? Có vui không? Vui thì chơi tiếp đi. Mẹ, mẹ có Văn Gia gọi điện cho con. Bà ấy nói là ngày 5, ngày 8, ngày 12 tháng này là ngày tốt để kết hôn. Bảo con và Văn Gia đi đăng ký kết hôn. Những việc này để họ lo là được rồi. Mẹ của con già cả rồi cho nên hồ đồ, chỉ có thể giúp đỡ con thôi. Con trai, trong bộ dạng con như vậy là con chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, hay là chưa nghĩ tới kết hôn cùng với ai? Câu hỏi này của Ngạc Nương thực sự là sâu sắc. Con đã quyết định rồi. Là sự xuất hiện của Âu Quy mới giúp con quyết định được tình hình đúng không? Nếu không thì con có thể làm gì chứ? Âu Quy vừa xuất hiện đã làm bao nhiêu việc cho Vivi như vậy. Không biết hiện giờ Vivi vui tới cỡ nào, hạnh phúc tới cỡ nào. Anh à, Vivi thực sự rất vui, rất hạnh phúc, hay là anh cảm thấy cô ấy rất vui, rất hạnh phúc, hay là để không khiến người khác cảm thấy tội lỗi, anh đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Cho dù thế nào, anh cảm thấy sau khi quyết định càng khó hơn trước. Mẹ, rốt cuộc kết hôn sẽ như thế nào? Ai nói kết hôn xong thì nhất định sẽ không có vấn đề chứ? Mẹ của con cũng chưa từng kết hôn. Cảm giác của việc kết hôn mẹ còn phải hỏi con đó chứ. Đúng vậy, không ngờ con trai lại kết hôn sớm hơn cả mẹ của mình. Anh à, anh muốn đi Mỹ thật đó sao? Dạng gia người ta sang Mỹ học lên, còn anh đi làm gì? Chà khay rửa bát là bốc vác sao? Nhà hàng với lớp cũng không còn nữa rồi. Nó còn ở đây làm gì chứ? Hôm nay cậu hẹn tôi ra đây khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Cô phóng viên lần trước tên Diệp Phi Phi.
Phải rồi, dì Phi Phi. Cô ta cho tôi xem một đoạn video. Tôi không ngờ cậu lại hẹn tôi ra đây. Ít chứ là không nhanh tới như vậy. Chú à, chú cũng nói chuyện như vậy với người khác sao? Tôi nói chuyện thế nào? Giống như đàm phán vậy. Lần này tôi đến không phải để đàm phán với chú, mà là muốn chú giúp tôi một việc. Cậu mong tôi có thể giúp được gì cho cậu? Tôi biết chú và Âu Quy đã hợp tác với nhau. Nhà hàng của anh ta sẽ mở tại khách sạn Ngô Thị trong khắp cả nước. Cậu nắm tin tức nhanh thật. Tôi như luôn nắm bắt tin tức rất nhanh. Thực ra tôi muốn chú giữ lại cổ phần và quyền kinh doanh hai nhà hàng ở Thượng Hải. Chàng trai, cậu mạnh miệng quá đó. Cậu dựa vào đâu mà muốn một hơi nuốt gọn miếng thịt lớn này? Không phải cho tôi, mà là cho hàng đỉnh nhất anh của tôi. Hàng đỉnh nhất? Tại sao tôi phải đi giúp một người không liên quan gì tới mình chứ? Vậy nếu là người có quan hệ với chú thì chú có giúp không? Nếu không phải vì hàng đỉnh nhất anh tôi thì mẹ tôi sớm đã không thể trụ nổi rồi. Tuy anh tôi chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi, nhưng mà anh ấy lại là trụ cột của gia đình, giúp mẹ tôi nuôi dưỡng tôi. Anh ấy vì chăm sóc chúng tôi, thậm chí phải nghỉ học 1 năm để đi làm thêm. Trong nhà này không có đàn ông, không có cha. Anh ấy đã chăm sóc chúng tôi giống như một người đàn ông, giống như một người cha. Anh ấy đã gánh vác trách nhiệm mà vốn dĩ chú phải gánh. Việc chú trốn tránh anh ấy cũng phải đối mặt. Những người chú bỏ rơi anh ấy cũng chăm sóc. Nhưng như vậy chú vẫn cảm thấy anh ấy không có chút quan hệ nào với mình sao? Từ nhỏ tôi đã không được cha dạy dỗ, vậy nên không thể cảm nhận được tình thân trọn vẹn. Nhưng anh tôi vẫn luôn chăm sóc cho tôi, xem đó là trách nhiệm của anh ấy. Tôi mong anh ấy có thể được hạnh phúc. Chuyện này hãy cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ kỹ được không? Chú Ngô, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cầu xin chú. Tôi thực sự hy vọng anh tôi có thể có được một công việc, sau đó yên ổn ở lại Thượng Hải. Anh tôi là một người rất có năng lực. Nếu có người giúp đỡ anh ấy nhất định sẽ làm rất tốt. Vậy tôi đợi tin của chú. Đợi một chút. Vậy bản thân cậu thì sao? Sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì? Tôi thông minh hơn anh tôi. Dựa vào cái đầu của tôi thì làm việc gì cũng sẽ thành công thôi.
Bác sĩ, ông nói thẳng đi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Có phải tôi đã mắc bệnh giống chị tôi không? Cậu mắc bệnh giống như bệnh của chị cậu, là bệnh u não di truyền trong dòng tộc. Chỉ có điều cậu phát bệnh muộn hơn chị cậu vài năm, gần đây mới phát hiện ra. Bác sĩ, xin giữ bí mật giúp tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai biết tình trạng của tôi, bao gồm cả chị tôi. Được, thật ra kiến nghị trị liệu tôi đưa cho cậu cũng giống như chị của cậu. Ngoài phẫu thuật ra, không có cách nào khác tốt hơn.